Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Thì công việc ngày hôm nay của mình là mình sẽ ra một đàn cá con rồng đỏ Indo ribbon con nha mọi người. Thì cá con mình ươm trong đây nay cũng tầm khoảng 5 ngày rồi, 5 ngày tới tuần lễ rồi, thấy nó cũng lớn nhanh quá nè. Ha. Bài này thì đặc biệt là cưng tụi này. Thì mình sẽ ra tụi nó trong cái khay này. Khay này hôm bữa bị xì, mình dán lại rồi mọi người, mình trám lại rồi ha, hãy trên đây nó xì lại nữa. Ha, hôm nào rảnh là mình sửa luôn. Rồi hôm nay thì mình sẽ ra bài này ra đây. Hôm mình tính ra thì mình tới chuẩn bị tới hai cái khay lận, chứ không phải là một cái, nhưng mà do là mình lựa cá betta mấy con mà đẹp đẹp ra mình dưỡng riêng đó các bạn, lựa ra dưỡng riêng cho nên là mình kẹt hồ quá, mình sử dụng luôn cái này chứ không phải là cái này là mình ra thêm được một bầy nữa. Ha, đó là cái này mình ra thêm một bài ri bông nữa đó. Bây giờ thì mời các bạn đồng hành cùng với mình nha. Thì sẵn tiện thì mình sẽ có cá chuẩn bị đẻ rồi các kiểu luôn nè mọi người. Cá thì thấy có con bụng bự nè, thấy không các bạn, thấy không, có con mái bụng bự rồi đó. Thì mình lấy lại cái thùng xanh để mà ấy cho nó đẻ. Bên đây thì mình cũng có chuẩn bị thêm một cái thố đặng đem qua bên kia ha, đem qua một bầy rồng thái ri bông đó. Thì tóm lại thì hôm nay cũng khá nhiều việc các bạn, cũng khá là nhiều việc chứ không phải là ít ha. Mình sẽ bắt con ốc mình bỏ qua trước, mình làm biếng lấy vợt vớt quá mọi người, cho nên là mình sẽ trút ha, mình sẽ đổ đổ ra vợt, mình lược bỏ nước do cái nước này nó cũng cũ dữ rồi. Nước này là từ hồi mà nó đẻ ra tới mà nuôi lớn cái này nè mọi người, là mình chưa thay một lần nước nào hết, chưa hút cặn luôn ha. Mình cố gắng là mình giữ cái chất lượng nước cho nó ngon, mình nuôi cá con nó mới mau lớn nha, chứ thay nước ầm ầm hoài thì cá con nó cũng lâu lớn lắm. Ây da, còn dính cá con ở đây nè mọi người ơi, còn dính khá là nhiều, chán gì đâu á, tay chân rụng về quá. Rồi, còn một nồi trong đây luôn. Bài này khá là đông nha. Bài này khá là đông. Rồi, hết rồi. À, để mình thả cho mọi người xem nha. Có bài này khá là đông và cũng khá là mau lớn. Do là mình cho tụi nó ăn sướng lắm. Cho ăn sướng, không có cho loại ăn cám tự chế. Ha. Cho tụi nó ăn bài bản hơn những cái con cá bự. Nhưng mà nói vậy thôi chứ nó cũng ốm các bạn, nó cũng ốm. Cái hàng rượu bông các bạn nuôi khó nhìn ra cá mập ha, cá nó cũng khá là khó mập một tí, nó vẫn mập được nhưng mà nó, các bạn chỉ nhìn qua cái size cá thì thấy nó mau lớn thôi, chứ khi nào thấy cái hàng rượu bông nó mập lắm. Thường thường ở cái hàng mà nhìn mập á thì một là hàng sọt, hai là hàng BDS thường thì nhìn nó sẽ mập ha. Sẵn mình sẽ cho tụi nó miếng bèo, vớt bèo gần đây qua mọi người. Rồi, hoàn thành công việc. Bây giờ thì mình rửa cái này xong rồi mình bắt cá mái. Bắt cá mái ra. Rửa xong mình bắt cá mái ra cho nó đẻ. Ha, cái này kêu là cái mấy cái hồ đẻ của mình, mấy hồ cá đẻ của mình. Kiếm đồ mình vớt cá mái, thấy cái hũ của mình nó mất tiêu hết trơn không biết. Máy này mấy máng đựng đồ ăn của cá mà mình làm á, con máy này nè nè mọi người, cái bồn cũng khá là bự nè, sáng chưa cho ăn gì hết luôn á đó. Đó bây giờ thì mình xả nó đây chờ nó đẻ còn ha.
Bên đây mình còn một cái khay nè. Bên đây nữa nè các bạn. Trên đây. Trên đây coi coi nè, có con mái nè. Mái này thấy bụng nó cũng khá nè. Mái này nó đẻ rồi. Mái này nó đẻ mấy lứa rồi. Chúng là một lứa. Nè. Đó. Thường thường á, mình thấy mấy mái căng căng vậy nè, mình hay đem ra ngoài mình nhốt riêng rồi mình chờ tụi nó bụng bự lên rồi tụi nó đẻ vậy đó. Chứ mình không có cái kiểu mà chờ tới mà tụi nó sắp đẻ tới rồi mình bắt ra. Thường thường mình toàn là bắt ra trước không à mọi người. Mình thường thường mình toàn là bắt ra trước không à. Trong đây sao thấy có một con nữa nè. Con mái này nè. Cái bụng nó bự hơn. Không. Không. Thường thường mình toàn là bắt ra trước, mình nuôi riêng vậy không à. Mà lắng lại cái hộp kia là mình sẽ ra bày các con này để mình vớt lên cho mọi người xem. Nè. Bài này cũng khá là mau lớn ha, và cũng khá là đông. Của rồng thái ri bông nha. Mình còn một bầy ở dưới này là có cá bụng bự rồi các kiểu luôn nè. Chưa có chỗ cho nó đẻ nè. Rất là nhiều. Đúng là đang bị kẹt hồ khá là nhiều nha mọi người. Kẹt hồ khá là nhiều. Mình thu hoạch. Mình còn ở đây một bầy rồng sọt. Thấy tụi nó cũng khá bự rồi. Chắc có lẽ là mình sẽ ghép bầy cho tụi nó luôn. Ghép qua cái bầy của cái hồ kiến. Mình lấy lại cái thùng này để mà thu hoạch các con rồng sọt. Rồng sọt, trong rồng sọt đẻ lắm mọi người. Trong rồng sọt đẻ lắm. Tại vì nó đẻ số lượng ít nè. Cái thứ nhất là đẻ số lượng ít, cái thứ hai là cái khoảng thời gian rất là lâu nó mới đẻ lại một lần. Mình nói thật luôn, bình thường cái con cá bảy màu bình thường của mọi người á thì tầm khoảng 14-20 ngày thì nó đẻ lại một lần. Nhưng mà đối với lại cái thằng rồng sọt á, đặc biệt nha. Thằng rồng sọt mình để ý là hơn 20 ngày luôn. Nó đẻ một lần chỉ có 20-30 con. Không có nữa, 20-30 con là nhiều. Nó không phải như là thằng coi đen. Một lần coi đen đẻ có thể rất là nhiều. Coi đen đẻ một lần có thể là lên cả trăm con. Coi đen super sọt, coi đen sọt cũng vậy hết. Một lần đẻ có thể là lên cả trăm con. Nhưng mà thằng rồng sọt á, mình để ý nó đẻ một lần rất là ít. Hôm nay thì mình đổi món cho tụi nó mọi người. Mình không có hấp trứng nữa. Bữa nay là mình đổi món, mình trộn qua trứng tươi cho tụi nó ăn trứng tươi. Cám với lại trứng tươi, không có hấp nữa. Bài này rất là sung. Đây, để cho bạn xem cái bài này cũng đang rất là sung. Cái bài này thì mình cũng đang kỳ vọng nhiều. Do là có một bài là mình lai tạo. Mình lai tạo trong đây. Các bạn để ý các bạn sẽ thấy mình lai cái gì ha. Mình lai cái gì, mình cải thiện bộ đuôi và vây của cái dòng rồng. Đó mà. Thì không phải là dòng rồng của mình bộ đuôi và vây xấu. Nhưng mà mình muốn cải thiện nó xịn hơn nữa. Mình muốn cải thiện cho nó xịn hơn nữa cho nên là mình có like. Thành ra ra một vài con nè. Mọi người thấy. Nè. Đó. Hàng này là hàng like nè. Nhìn dễ biết lắm. Cái bài này là cái bài ghép. Hai bài lận. Ha. Hai bài lận. Mình. Rồng Indo. Ha. Bài này là rồng Indo like lại. Con HP. Tổng cộng hàng like trong đây được có mười mấy con các con thôi. Không phải hết bầy đâu nha mọi người. Đừng có hiểu lầm. Chỉ có được chừng tầm 10 con cá con thôi. Đó, đây. Chừng tầm 10 con cá như vậy thôi. Chứ không phải là hết bầy. Do là mình muốn cải tạo bộ đuôi và bộ quay của thằng rồng. Rồng Indo á, cái bộ đuôi nó hơi yếu á các bạn.
Đồng ý, bộ đuôi nó nhìn bự thì bự thiệt, nhưng mà nó yếu hơn rồng Thái rất là nhiều. Các bạn thấy, các bạn để ý cái con rồng Indo, cái bộ đuôi nó yếu hơn rồng Thái, yếu hơn cả về body nữa. Thật ra là mình muốn cải thiện nó một chút xíu thôi. Đó, đây là rồng Thái nè. Các bạn thấy, nhìn những con rồng Thái ăn đồ nó rất là lực, nhìn con cá nó lực dữ lắm. Chứ không phải như thằng rồng Indo. Rồng Indo các bạn nuôi mập, cỡ nào mập tới cái đốt phát triển của nó tầm 1 tháng rưỡi á, các bạn nhìn con cá nó không có còn lực như hồi đó nữa, nó không còn mập nữa, nó tóm lại nó cũng hơi dị dị á, các bạn có thể nghĩ là nó hơi dị dị chút. Nè, hàng này là rồng Indo nè mọi người, hàng này là rồng Indo nè, nó hơi dị dị một chút. Cá con nhìn nó không mấy, nhưng mà khi mà tới cá mà tầm khoảng 2 tháng tuổi thì các bạn sẽ nhìn thấy nó khác biệt, là nó lên cái màu á, nhìn rất là đã. Cái thằng Indo á, từ 1 tháng rưỡi trở lên á, tầm khoảng từ 1 tháng rưỡi tới 2 tháng tuổi á, thì các bạn nhìn thấy cái độ đẹp của nó mới bung ra hết. Còn mà hàng mà trước mà 1 tháng tuổi á, hàng Indo nhìn chán, nó như HB Red vậy, nhìn chán. Đây là hai rồng sọt của mình. Rồi, công việc ngày hôm nay của mình thì chỉ có nhiêu đó thôi đó mọi người. Chủ yếu là mình ra bầy cá con, rồi mình dẫn mọi người đi thăm lại những cái bầy cá của mình thôi ha. Đây, chẳng hạn như bầy này thì mình ngồi bệnh cho tụi nó được 2 ngày. Đối với cái gốc nuôi cá này thì mình ngừa bệnh cho nó đã được 2 ngày rồi. Đó, thì hồi tối này mưa rất là lớn. Tối mưa to lắm. Mưa mà ầm 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 tầm khoảng 2 giờ sáng. Giờ đó mình còn thức. Do bữa nay hôm qua là ngủ không được. Nè, thăm lại cái bầy, một bầy rồng Indo khác nè. Bầy này bộ tia ok. Bầy này bộ tia đẹp. Thôi, bye bye, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.